sau 10 năm mới chỉ có hơn 40 trường hợp được ghép tim. Chúng ta muốn lấy được tim ghép thì chỉ có một cái nguồn cung duy nhất, đấy là từ người sơ chết não. Và trong khi đó thì với cái tư tưởng của người Việt Nam thì cái việc mà hiến tạng sau khi chết não vẫn còn đang là một cái việc rất là khó. Trong bộ phim này, chúng tôi không chỉ đi tìm sự đồng cảm của xã hội với gia đình của những người đã hiến tim, người ta bảo đợt này thì nhà tôi đổi đời phải có vài thứ. Thằng bé đi học rồi chúng nó nói bố nó nội tạng nên mà khóc không vàng. Chúng tôi còn tìm hiểu những thay đổi kỳ lạ của hai người đã được ghép tim thành công. Đi xuống Hà Nội ăn nói thứ cũng lịch sự hơn bố, mà cứ bố lần ăn nói còn cộc lốc hơn cả con ấy. Thì chú đó thì cũng trạc những con trai của tôi thì nằm bên cạnh mà cái giường đó, thì khi mình mơ rõ lắm thì hai người nằm nghĩa mà nó cũng ốm bên vậy, ngủ một chút ngủ nói chuyện một lát chỉ đó mà hai con người không ngủ. Nó có một cái sự liên kết nào đấy nên người mà cho tim cho con gái của chị ấy, là chị lại mơ thấy như thế, đấy là một cái điều kỳ diệu. Chúng tôi làm tất cả các bệnh nhân đóng ghép tim của chúng tôi đều sau khi ghép đều thay đổi hết sức rõ ràng. À, nhưng chúng tôi nhìn thấy sự thay đổi đó hoàn toàn ở góc độ khoa học. Giới thiệu với Chi, tớ tên là Nguyễn Nhật Linh, năm nay tớ 10 tuổi. Nghe mẹ tớ nói là cậu bị bệnh nên tớ rất muốn gửi thư chia sẻ, an ủi và tặng quà cho cậu. Ngọc Chi ơi, hiện giờ cậu có khỏe không? Tớ mong rằng cậu sẽ khỏe mạnh và sớm khỏi bệnh. Tớ sẽ gửi thư trao đổi, nói chuyện với cậu đến khi khỏi thì thôi. Cậu đừng đánh mất hy vọng nhé. Anh Hà Văn Sảng, bố của Ngọc Chi, là nhân viên công ty điện lực Văn Lãng. Trực sự cố điện là công việc hàng ngày của anh Sảng. Là nhân viên tạp vụ tại Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lãng, nên chị Nguyễn Thị Hường, mẹ của Ngọc Chi, có nhiều thời gian để chăm lo gia đình hơn. Còn đây là cháu Hà Xuân Mạnh, anh trai của Hà Ngọc Chi.
chi chỉ sốt, xong rồi chi lại từ chi dưới này. Một hai bước chân cứ toàn mẹ cõng đi. Ở nhà đi thì cứ một bước chân thì cũng phải lên xe chứ không tự đi được cũng như thế. Giáo sư cũng nói là con mình ấy thì lại rất là nặng, bởi vì thì cơ tim của con giãn ra rất là nhiều. Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó thở khi nằm hoặc gắng sức. Đó là những dấu hiệu của bệnh giãn cơ tim mà Hà Ngọc Chi mắc phải. Bệnh làm giảm khả năng co bóp cơ tim, dẫn đến việc không cung cấp đủ máu đi nuôi cơ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, giám đốc trung tâm tim mạch và lồng ngực bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, là người trực tiếp khám cho cháu Ngọc Chi khi đó. Với tình trạng bệnh như vậy, phó giáo sư Hữu Ước chỉ nghĩ đến một phương án duy nhất. Cháu Chi khi đến chúng tôi lúc đó là rất là nặng, thường xuyên là phải điều trị tích cực, thở oxy và điều trị tích cực, không có thì là rơi thuốc ra thì chắc là không nổi một tuần mà cháu đi, mà kể cả thuốc tác dụng, ví dụ như là dùng thuốc tác dụng rất là mạnh thì nó mới cứu vãn được một chút cho bệnh nhân. Ví dụ như đối với người bình thường ấy, chỉ dùng 1/4 cái liều thuốc thôi là đã thấy như là tim nó đập rất là khỏe, rất là mạnh lên, đối với đáp tăng vọt lên. Nhưng đối với các cháu này mà dùng gấp 4 lần liều như thế nhưng nó chỉ cải thiện một chút cái chức năng tim thôi. Tức là tim nó gần như nó không đáp ứng với cái gì, nó lúc đó chỉ có giải pháp duy nhất là phải ghép tim. Cái nhà đi anh chắt lại, thì hôm nay mai con cái nên làm. Ý định của anh ấy như thế, anh ấy nói ra mới được mấy tháng đấy, thì là anh ấy mất. Có năm anh đi xe bảo là muốn đưa em đi thăm lăng bác, em còn đi. Anh ấy dự kiến là năm ngoái anh làm bán việc là anh đưa vợ con đi chơi. Chị Nguyễn Thị Giang giờ đây chỉ có thể kể về chồng mình, anh Ngọ Văn Soái, cho các con nghe qua những bức hình kỷ niệm như thế này. Năm kỷ niệm 10 năm ngày cưới, thì là anh cũng bảo đi chụp ảnh.
nhưng mà chúng ta không có điều kiện. Anh muốn cả vợ con chụp, nhưng mà anh bảo thôi để đến kỷ niệm 15 năm. Tháng 9 năm 2019, anh Ngọ Văn Soái không may bị tai nạn giao thông. Khi nhập viện, anh đã ở tình trạng chết não. Chị Giang đã được các bác sĩ của bệnh viện Việt Đức tư vấn hiến tạng của chồng. Thế nhưng chị đã không đồng ý. Lúc bấy giờ em nghĩ là em nói luôn ấy, em bảo là bây giờ anh ấy chết rồi thì để anh ấy yên. Bây giờ tự nhiên mổ xẻ đau anh ấy, em bảo thế. Còn nước còn tát, chị Nguyễn Thị Giang đã đề nghị các bác sĩ chuyển chồng mình lên phòng chăm sóc đặc biệt. Và chính tại đây, chị đã có một quyết định vô cùng quan trọng. Chồng em nghĩa là không còn cách gì để cứu sống nữa. Thì lúc bấy giờ em nghĩ là những cái bệnh nhân mà nằm chờ để chồng em hiến tạng ấy, nếu như em mà đồng ý hiến thì là những người này có cơ hội sống. Đối với những bệnh nhân nằm chờ ghép tim, nhận được tin báo có người đồng ý hiến tạng được ví như ánh sáng phía cuối đường hầm. Thế nhưng ánh sáng đó có thể bị dập tắt ngay sau khi vừa kịp nhìn thấy. Vì lý do nào đó, gia đình người hiến tim thay đổi bất ngờ, hoặc cơ thể người nhận không phù hợp với quả tim được hiến tặng. Cùng nhóm máu và cùng chỉ số miễn dịch, đó là hai yếu tố cơ bản để xác định được quả tim hiến có phù hợp với cơ thể mới hay không. Đã 5 tháng trôi qua, Hà Ngọc Chi vẫn chờ đợi một cơ hội để được hồi sinh. Và đã có lúc gia đình Chi được thông báo là có người đồng ý hiến tim. Giữa tháng 5 kia thì có một người cho, nhưng mà lúc đấy mình đi lại xét nghiệm các thứ lại không phù hợp với mình. Về sau lại cũng có một người đấy cho nhưng mà cũng không phù hợp với mình. Cái này cũng thất vọng. Cuộc sống không cho ai mọi thứ. Và cuộc sống cũng không lấy đi của ai tất cả. May mắn đã mỉm cười với cô bé Hà Ngọc Chi. Cuối tháng 9 năm 2019, sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ thông báo có nguồn tim hiến hoàn toàn phù hợp với Hà Ngọc Chi. Bé Hà Ngọc Chi là một cái cô bé ở vùng sâu, vùng xa, ở cái vùng điều kiện kinh tế rất khó khăn và xa Hà Nội. Nhưng tại sao lại có thể tiếp nhận được cái nguồn tạng hiến là một trái tim vào thời điểm đó? Bởi vì bé Hà Ngọc Chi đã được cơ sở y tế thăm khám ban đầu, có chỉ định ghép và đưa tên bé Hà Ngọc Chi vào cái danh sách chờ ghép quốc gia. Chính vì thế cho nên khi có nguồn tạng hiến thì chúng tôi mở trên hệ thống thì tìm bắt được người phù hợp nhất. Ca ghép tim cho Hà Ngọc Chi từ một người cho chết não được diễn ra ngay sau đó tại Bệnh viện Việt Đức. Đây là lần thứ hai Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước thực hiện ghép tim của một người trưởng thành vào lồng ngực của một cháu bé 10 tuổi. Thì rất là khó làm sao mà đưa quả tim to đưa vào trong một cái lồng ngực bé. Thế thì là phải đo đạc và tính toán rất là ghê. Cái quả tim không thể đưa như người lớn, mình cứ chiều quả tim thế nào là mình cứ đưa nguyên vào ngực của bệnh nhân như thế. Còn đối với trẻ em mà là phải cân chỉnh đi, làm sao nó phải đo đạc kỹ cái lồng ngực của trẻ trước khi mà ghép, kể cả cái tư thế quả tim cũ, quả tim bệnh nó nằm như thế nào, rồi kích thước nó ra làm sao, tư thế nó là có cuống mạch như thế nào, để lúc sau mình đưa quả tim người lớn vào thì nó đặt vào đúng cái vị trí nó vừa với cái đấy. Sau hơn 7 tiếng, ca phẫu thuật kết thúc, quả tim bệnh lý được thay bằng quả tim mới với những nhịp đập khỏe mạnh trong lồng ngực của Hà Ngọc Chi.
bệnh viện thì cũng chưa cho mình, cho gia đình mình để biết là người đã hiến tim cho mình ấy. Đấy là mình lúc đấy mà mình có muốn cảm ơn thì cũng chưa biết là người mà đã cho tim của con mình. Cho nên là cũng gia đình cũng muốn là mình sau này mà biết ấy thì cũng sẽ đến nhà để cảm ơn. Tưởng chừng như đưa ra quyết định hiến tạng của chồng cứu người sẽ giúp chị cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mẹ con chị Nguyễn Thị Giang đã gặp phải những áp lực không nhỏ từ những người xung quanh. Chưa chết đã bán nội tạng rồi thì ngã nhẹ thế làm sao mà chết được. Có những người người ta ngã máu mê như thế mà tự còn sống ở đây, nó không mất một tí máu nào mà lại chết được. Không nhiều bao giờ tôi bán cái nội tạng này, đổ mấy tỷ rồi trả bán. Người ta nói ác ấy. Thế thằng bé đi học rồi chúng nó nói bố bán nội tạng rồi khóc nó về ấy. Chồng mình mất đi, nhưng sẽ cứu được nhiều người khác. Đó là điều duy nhất chị nghĩ đến khi đặt bút ký đồng ý hiến tạng của chồng. Lúc bây giờ em chả nghĩ gì cả, em chỉ nghĩ là một phần thể xác của chồng em mất đi, nhưng mà một phần cơ thể, trong cơ thể người chồng em là vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Và đến bây giờ em cũng nghĩ như thế. Đến bây giờ em vẫn nghĩ là chồng em vẫn còn sống. Đấy là chẳng qua là thể xác của chồng em đi thôi, chứ còn tim của chồng em vẫn đang đập, mắt vẫn đang nhìn. Toàn bộ cơ thể những cái gì mà chồng em hiến cho những bệnh nhân đấy thì vẫn còn sống, vẫn còn đâu đó ở trên thế gian này, chẳng qua là em không biết và em không nhìn được. Sau ca ghép tim 3 tháng, sức khỏe của Chi dần ổn định. Đã hơn một năm rồi, Chi mới được cùng mẹ đi bộ tập thể dục như thế này. Làm văn mới khó chứ. Cần đấy, làm văn mới cần suy nghĩ. Có mấy vòng rồi? Có đến. 3 vòng. Có đến nhưng đi. Khi nào mệt bảo mẹ nhé. Còn một cách tính nữa là tích độ dài hai đường chéo rồi. Ừ. Tức là 1/2 của chu vi ấy. Chưa mấy. Trong quá trình học tập, mặc dù không lên lớp, thế nhưng mà về kết quả học tập thì sau mỗi lần học và kiểm tra thì cô giáo cũng thấy rằng là về mặt kiến thức kỹ năng con vẫn đạt chuẩn, mặc dù là không lên lớp. Tuy nhiên là được bố mẹ này và các bạn và các thầy cô kèm cặp rất là chu đáo, thì về kiến thức đến hiện tại là đạt chuẩn và cái thái độ tinh thần học tập của em rất là cầu thị, có ý thức vươn lên trong cuộc sống và cũng không có cái tư tưởng là nhụt chí. Sau ca ghép tim, sức khỏe của Ngọc Chi cải thiện nhiều và tính cách cũng thay đổi. Về đi xuống Hà Nội ăn nói các thứ cũng lịch sự hơn bố, mà cứ bố lần là ăn nói còn cộc lốc hơn cả con ấy. Cháu chị mới có người cháu thật là khỏe mạnh để mà lo cho bố mẹ thôi ạ. Trước đây cũng chỉ là biết ăn với chơi thôi, về nhà thì bố mẹ cho ăn cái gì thì muốn gì thì bố mẹ cho ăn thế thôi, chứ còn không biết suy nghĩ là những cái sâu xa như thế. Nhưng mà tự dưng bây giờ lại biết suy nghĩ là tháng vừa rồi ấy, đi mua một cái loại thuốc mà đi ra cùng mẹ mua thuốc. Xong bảo mẹ ơi, thuốc này đắt tiền lắm, có đủ tiền không? Bảo là không đủ thì mình mua ít. Cháu sẽ xây một ngôi nhà to để bố mẹ cháu được ở nhà thoải mái hơn ạ.
tất cả những thông tin về người hiến tim mà anh chị được biết chỉ là quả tim này thuộc về một người trưởng thành. Đối với người phương Đông, mang trong mình một phần cơ thể của người khác không chỉ có ý nghĩa về thể chất mà còn chứa đựng cả yếu tố tâm linh. Chị có nằm mơ anh đấy về là cũng trách anh chị là em cho trái tim cho con gái của anh chị nhưng mà chưa thấy anh chị đến nhà để thắp hương cho em. Đấy, một cái điều kỳ diệu như thế. Xong là lòng chị cũng hứa bảo là được rồi, một ngày nào đấy không xa thì bé Chi khỏe lại thì anh chị sẽ đưa bé Chi xuống nhà để thắp hương cho em. Nếu mà em thương bé Chi thì em luôn luôn phụ cho bé Chi. Nó có một cái sự liên kết nào đấy. Người mà cho tim cho con gái của chị ấy mà chị lại mơ thấy như thế. Trong luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác do Quốc hội ban hành năm 2006, điều 4 đã quy định giữ bí mật về các thông tin có liên quan đến người hiến, người được ghép, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Chính vì vậy, trước và sau ca ghép tim, anh Sàng và chị Hường không được biết bất kỳ thông tin nào về người hiến tim cho Hà Ngọc Chi. Với mong mỏi được gặp lại gia đình của người đã mang lại cuộc sống thứ hai cho Chi, anh Sàng và chị Hường đã chủ động tìm kiếm thông tin qua những bài báo tôn vinh người đã hiến tạng. Tại Việt Nam, cháu Chi là trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi thứ hai được ghép tim thành công. Vì vậy, việc tìm kiếm thông tin của gia đình người hiến tim cho Chi cũng gặp nhiều thuận lợi. Người hiến tạng là anh Ngọ Văn Xá, chồng mình Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Người hiến tim này là cũng ngày mùng 1 tháng 10 cũng trùng với cái ngày ghép tim của cháu Chi ấy. Thì mới nghĩ là nhà người hiến tim cho cái con mình rồi. Từ sự trùng hợp đó, cùng với những thông tin hình ảnh tự tìm kiếm, gia đình Hà Ngọc Chi quyết định đi tìm nhà của người đã hiến tim. Cho hỏi là nhà Giang Soái ở nhà nào chị nhỉ? Đội bảy chùa Hương đội bảy, thế là người ta chỉ không vâng, à? Vâng. Lại đi vào chùa trong. Chùa Hương đội bảy. Hương đội bảy. Vâng, cảm ơn cô. Chào bà. Bà cho hỏi nhà Giang Soái nhà ở nhà nào? Vâng. Giang Soái ở xóm bên kia cơ. Xóm bên kia. Nhà anh Soái thì bây giờ thì anh đi đường này à? Đi đến ngã ba này nhé, ngã ba xong anh đi che trái xuống đường dưới này, sợ dưới này khoảng mấy trăm mét, đi được khoảng độ 300 mét nữa. Chào bà. Chào bà. Chào cô. Hôm nay bố Chi về thăm hương cho anh thắng chân hướng nhưng mà lại vì Covid không xuống được, bây giờ bé Chi mới về đến nhà anh thắp được quê hương để phụ có sức khỏe đi học hành. Mấy giờ này cô đang học? Cố gắng học giỏi, cố gắng sống tốt.
cơm sống tốt để mình phải với cái trái tim mà con đang có. Đạt đây, đây này bạn của bố đây. Đây con. Thế đây ông mẹ đi làm đấy. Mang điện thoại cho mẹ. Em quyết định để mà hiến tặng tim hoặc tất cả những gì của nhà em còn sống cho những người cần thiết. Là em chỉ mong muốn được giây phút như này. Thế em nghĩ là em cho đi là còn mãi. Thế là mãi mãi tồn tại. Cô nghe đập trái tim của con không? Con làm tất cả những gì trái tim con mất bảo. Vì cô tin là cái trái tim đấy mách bảo con cái gì cũng sẽ là được. Chị rất là cảm ơn em. Bởi vì nếu mà không có em xóa mà hiến tim cho em thì chị sẽ không có được ngày hôm nay. Bởi vì chị là tái sinh lần thứ hai rồi. Nên là bây giờ mà biết rồi thì chị cũng muốn là đưa bé Chi và cả bố mẹ nữa xuống là muốn là làm con cái trong nhà. Vâng. Để đi lại. Vâng. Em mong muốn thế để cái cô cháu nó gần em hơn. Chi là có anh của chị và các con của em nó cũng có thêm một người em. Đây Mai ra đây con. Đấy thằng tuổi thì bé Mai đây. Trước nhá. Chi để tháng 2, chị Mai để tháng 9 cơ. Em chờ chị. Không khóc. Không khóc khóc ảnh hưởng sức khỏe đấy. Thôi không khóc nữa, bình tĩnh con thôi. Vì con không phải là như người khác. Con phải cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Có gì đâu mà. Em là chào chị, có gì đâu mà. Chị em chào nhau đi mà. Thôi không khóc được. Thôi không khóc nữa nhé. Thôi không khóc nữa không thì. Không khóc nữa. Không khóc nữa để lần sau cô cháu gặp nhau. Đối với bất kỳ bệnh nhân ghép tim nào, sự thay đổi lớn nhất chính là sự thay đổi về sức khỏe thể chất. Quả tim bệnh lý được thay bằng quả tim mới, giúp bơm máu mạnh mẽ nuôi cơ thể người nhận. Vậy còn những thay đổi về tính cách, thói quen thì liệu có xảy ra với tất cả các trường hợp được ghép tim hay không? Sự thay đổi của cháu bé 10 tuổi sau khi được ghép quả tim của người lớn hơn gói gọn trong hai chữ trưởng thành. Còn khi một người đàn ông trung tuổi được ghép quả tim của một thanh niên khỏe mạnh, những thay đổi ly kỳ sẽ xảy ra như thế nào? Nhìn dáng vẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn như thế này, ít ai biết rằng quả tim đang đập trong lồng ngực của ông Trần Tuấn là của một người khác. Ừ.
Hồi xưa là cống đâu, có mấy đứa con với là em đồ nấu. Tức là xưa xưa lúc bệnh là anh không bao giờ anh nấu bếp? Không. Không thích không sao, vẫn ăn một cái đơn giản nhưng mà. Nhưng từ trước đến nay anh có ăn bánh mì xào không? Dạ không. Hồi mà thấy tiên tri ông là thích ăn bánh mì xào. Ông Danh, anh ruột của bà Sinh, người thường xuyên gặp gỡ với ông Tuấn trước và sau khi ghép tim, cũng cảm nhận được sự thay đổi về sở thích ăn uống của ông Tuấn. Mẹ ăn nên nó cục trực cái hôm trừ, chiều hôm qua ăn trừ luôn. Chiều quá chiều luôn ăn rồi đấy. Hả? Chiều quá chứ. Ăn rồi ăn cái sáng cái đêm không? Cái chạy quán Tây Quốc rồi đấy, cái sáng họ lên đấy. Đó, nói chung như thì dù là ăn mì xào là trước đây không thích ăn, nhưng mà giờ chưa là thích ăn. Không chỉ là thói quen ăn uống, ông Trần Tuấn còn có thêm những thói quen khác mà trước khi ghép tim ông chưa từng làm bao giờ. Vậy ông chưa ông thích chè hoa chè đòi à? Hồi xưa là ông không chè hoa, mà hồi xưa ông chè hoa ông trong tế trong tuổi đó. Phim mà ăn này đó, ông ưa nhạc mà nhạc trẻ. Không, ông ưa phim là cũng là ưa phim trẻ. Không chỉ dừng lại ở những thói quen, ông Tuấn cũng gặp những giấc mơ kỳ lạ sau khi ghép tim. Ban ngày còn ban đêm, mình ngủ thì trả tim mình ngủ mơ. Hồi mà con phẫu thuật xong ngày thứ hai thì có mơ. Có mơ màng là thấy nhìn giống như người ta nằm bên cạnh mình vậy. Năm xích ra cho năm kiểu này tôi ngột quá, mệt quá. Mình không trợ người được luôn á. Ồ, năm ốm trận vậy. Ồ, mà đỏ lắm biệt mê sảng hay là đó. Ồ, mình khi mình tỉnh dậy là mình còn nhớ rất rõ ràng năm bên cạnh mình ốm nữa. Thì chủ đó thì cũng trạc dụng con trai của tôi vậy. Năm bên cạnh với cái giường đó thì khi mình mơ rõ lắm thì hai người nằm nghiêng. Mà nó cũng ốm mình vậy, ngủ một giấc ngủ, nói chuyện một lát chỉ đó với hai con người không ngủ. Nên mình có nói chuyện bác sĩ nói chuyện đôi thôi, chủ năm mà chủ nói chứ nhiều lắm. Ồ, mà nói chuyện thì mình ủ ớ vậy chứ, hai người nói chuyện với nhau vậy, đâu có hiểu. Bác sĩ cũng nghe, đều nghe ủ ớ nói nhiều lắm. Nói cái con chú đi bế sàng chứ mà cảm thấy là đo huyết áp đôi thứ bình thường, tất cả mọi thứ bình thường, chú nói nhiều lắm. Ban thờ này được ông Tuấn lập ngay trước cổng nhà để tưởng nhớ người đã hiến tim cho mình. Liệu những suy nghĩ, thói quen kia có phải bắt nguồn từ quả tim mà ông Tuấn đã được nhận hay không? Bà Đinh Thị Thông không bao giờ quên được thời điểm người nhà gọi điện báo tin con trai mình, anh Nguyễn Ngọc Khiêm, bị tai nạn và hôn mê trong lúc đang đi làm. Bác sĩ người ta CT là trước lúc cái đỏ não nó đã có cái mạch máu nó tích tụ như là anh. Thì đến 7 giờ hơn cho nên bệnh viện về Đức. Lên viện Đức thì là đến 12 giờ đêm là mổ lần đầu. Dù đã được các bác sĩ khẩn trương chữa trị, nhưng anh Khiêm chưa thể tỉnh lại. Sau nhiều tiếng hôn mê, anh Khiêm được các bác sĩ kết luận
đã rơi vào tình trạng chết não. Lúc đầu thì em cũng chưa biết cái việc hiến tạng này. Thì sau là bên trung tâm cũng có chị hỏi em vấn đề đấy. Vì bây giờ em nghĩ là cái thủ tục chôn cất bây giờ cũng nó rồi hỏa táng rồi cũng tiêu tan ấy. Tốt nhất là mình làm được cái gì thì mình làm ấy, tốt ấy. Em cũng gọi điện về để xin phép mẹ, vâng, để hỏi ý kiến mẹ em nhà. Thực sự mà nói không thể chết đi được thôi. Tôi sốt thì tôi rất là sốt. Đau lắm. Nhưng mà tôi vẫn đồng ý cho mẹ nó là ký đơn hiến tạng. Đôi giác mạc, lá gan, phổi, hai quả thận của anh Khiêm đã cứu được 5 người khác. Còn quả tim của anh Khiêm được các bác sĩ ghép cho một người đàn ông bị suy tim độ 4 tại thành phố Huế. Tôi nai cháu đi học, nai con lớn đi học, cứ nai đến trường là về thẳng, đi là đi thẳng, ai gọi ngang đường không dám đứng lại. Có những người người ta bảo đợt này thì nhà tôi đổi đời, phải có vài tí. Đầu năm 2018, ông Trần Tuấn, 52 tuổi, được phát hiện suy tim giai đoạn cuối. Bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đối với ông Trần Tuấn thì bị một bệnh lý rất đặc biệt, bệnh rất là nặng nề, đó là bệnh cơ tim giãn nở. Và cho đến bây giờ thì trên thế giới không có một cái loại thuốc nào có thể chữa được cái loại bệnh tim đó. Cũng như không có một phẫu thuật khác nào có thể chữa được cái bệnh tim đó. Duy nhất, một con đường duy nhất đối với ông Trần Tuấn đó là được ghép tim. Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia thông báo có nguồn tạng từ một bệnh nhân chết não tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Kết quả của phản ứng đo chéo cho biết quả tim của bệnh nhân chết não tại Hà Nội tương thích với bệnh nhân Trần Tuấn tại Huế. Ngay lập tức, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia đã quyết định cho phép kíp mổ tim của Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với các kíp mổ tại Hà Nội phẫu thuật lấy đa tạng hiến từ người đã chết não. Để vận chuyển quả tim từ Hà Nội vào Huế là một kỳ công. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã dành riêng một ghế đặc biệt là chiếc hộp chứa quả tim của người hiến ngay cạnh ghế của các bác sĩ đi cùng. Sau 3 tiếng 10 phút, quả tim đã được vận chuyển từ Bệnh viện Việt Đức vào đến Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là ca ghép tim xuyên Việt đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thăng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhớ rất rõ về ca ghép tim xuyên Việt khi đó. Thời gian ghép tim cho phép từ khi lấy quả tim ra khỏi lồng ngực của cái người cho đến khi người nhận chỉ có trong 6 tiếng đồng hồ. Do đó chúng ta phải chạy đua với thời gian. Và khi đến Bệnh viện Trung ương Huế và chúng tôi thực hiện cái quả ghép cái quả tim đó cũng rất là hoàn hảo. Bệnh nhân chỉ có 26 ngày đã hồi phục hoàn toàn và bệnh nhân ra viện một cách khỏe mạnh. Đây là một cái kỳ công và đây là một cái phải nói là một cái thành tích ngoài mong đợi. Ngay là ăn mấy chén
Dạ. Hôm nay. Ngày nay tôi cho cảnh thứ ba. À, cảnh thứ ba. Dạ. Bây giờ là cảnh. Dạ. Hôm nay ăn một từ. Ngày mai thì bậc viên bà phải cho mì ấy. Dạ. Ăn ngon không? Ngon. Bắt đầu ngon miệng lên. Ngon miệng dạ. Hả? Cái đêm có đã đông. À, chưa ăn đỏ vườn. Bác xin bà ta bà mẹ ừ, ăn được. À, cảm ơn các bà đã tận tay để sửa lại mặt cho mình. Và các y bác sĩ ở trong công cung phụ tay ra để xây dựng thăm một trạng tiếng cho tôi hoàn chỉnh. Dạ, và mai một vài cũng có thể nói như thế. Trong những lần gặp gỡ bạn bè, ông Trần Tuấn thường chia sẻ về niềm hạnh phúc của mình. Khi giờ đây, ông đã có thêm người mẹ thứ hai. Đó chính là bà Đinh Thị Thông, mẹ của chàng thanh niên đã hiến tặng quả tim cho ông Trần Tuấn. À, dạ, chào mẹ. Dạ, chủ nhật mà. Vâng. Ủa mẹ quên à? Bữa đi bộ khỏe không? Mẹ? Bộ khỏe không? Có uống rượu không? Không, không uống rượu mấy mà uống này. Lấy uống rượu nữa. Uống nhiều quá. Dạ, đồng rồi. Chỉ dịp Covid với cũng không ra chỗ được này, rồi học sinh cùng cái học muộn này. Bên kia là tại tên, tao thằng tại tên Trần Tuấn. Hả? À, thì khi nữa mà tao bận mà ngủ cho Yến. Thì Yến chắc mà mập nữa chứ không, nó cũng tỏ tiếng mà thì mệt hơn chút xíu. Ngủ Yến nó đồng được. Ngủ Yến. Đúng như được không nè. Tỏ tiếng vô là sức khỏe mạnh bình thường đi làm. Trả tiếp tù đó nói chung là còn gì nữa? Đến gần cuối cùng rồi cho nên là cái ngủ cũng được thoải mái, cái ngủ cũng thoải mái chứ có chạy gọi là tim mà nay tao cần là mình ngủ ngon nhất chứ ngon không lo lắng nữa, lo chi nữa chỉ có lo kiếm tiền thôi. Tiền vô thôi. Tính nết của anh Tuấn như là tính nết con của tôi, tính nết anh ấy cũng rất là quý trọng người mà anh cũng rất là vô tâm, anh có đức lắm, không khác gì là cái tính của cái thằng Khiêm của tôi đâu. Anh ấy rất là quan tâm đấy, không khác gì con mình đẻ ra. Đi vô là thấy nhìn mẹ là quen nhất rồi. Thấy gọi là gặp cô Bá Thông cái đầu tiên của mình, hai người đâu có biết nhau. Nhưng vô là ôm mẹ lên. Đó, hai mẹ con khác với nhau về đấy. Mình khóc sượt mượt về. Ừ, mình cũng giống như một cái con vậy. Có cái cảm giác la lắm. Sở thích của anh Tuấn thì anh cũng cứ hay ăn mì xào như Khiêm ở đây. Mì xào hải sản là mình khỏi nhất. Cái thằng này nó lại khéo chân khéo tay mà nhanh nhẹn lắm. Học khoa nấu ăn đấy thì học ở trên Thái Nguyên. Trung Hoa rồi thích là từ nấu ăn. Ừ, mình thích từ nấu ăn. Trái tim từ lâu được coi là biểu tượng của tình yêu và cảm xúc. Các nhà khoa học trên thế giới đã và đang nghiên cứu sự liên hệ giữa trái tim và những cảm nhận của con người. Liệu rằng trái tim có dẫn dắt bộ não đến với những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta hay không? Đối với các bác sĩ thường xuyên theo dõi, tiếp xúc với bệnh nhân ghép tim, những thay đổi của họ là điều dễ hiểu dưới góc độ khoa học. Để chúng ta đưa một cái tạng mới vào, cái tạng đó hoạt động chức năng rất tốt, thậm chí là đa số những người hiến là những người còn rất trẻ và khỏe.
thì cái tạng nó không những chức năng tốt mà còn rất tốt được khác nữa. Và khi tốt như vậy nó cung cấp các cái dịch vụ, các cái hoạt động cho cơ thể rất tốt, đào thải dụ gan, đào thải các cái chất hoặc tim, nó bóp, nó cấp máu tất cả các cơ quan tổ chức, và như vậy nó thay đổi toàn bộ các cái hoạt động sinh học chung của cơ thể. Ví dụ tóc đạm bạc có thể đen lại, rồi là người thấy khỏe da, rồi giờ giấc sinh hoạt, sức khỏe, khả năng làm việc lâu, tất cả các thứ nó thay đổi. Về mặt khoa học thì thực tế đây là một cái ký ức tế bào. Cái ký ức tế bào này nó có thể chuyển từ cái người cho sang cho người nhận, và nó có tác động tích cực vào những cái đối với cơ thể của người nhận. Trong cái quả tim thì phải nói rằng đây là một cái khối cơ quan lớn và chính của cơ thể, nó mang đầy đủ và rất nhiều cả cái tế bào thần kinh, và đặc biệt là thần kinh hệ tự động. Thì do đó nó có thể tác động đến những cái người mà nhận được cái quả tim này. Cho đến nay, khoa học vẫn đang chứng minh những điều kỳ diệu của quả tim. Ghép tim thành công là một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Đối với những con người đã từng cận kề cái chết, quả tim trong lồng ngực giờ đây không chỉ là biểu tượng của sự hồi sinh, mà đó thực sự là một trái tim của tình thương yêu và sự sẻ chia. Khi mà chị nằm thì trời mưa, mưa triền miên, chị chỉ mong là mình bước ra ngoài đường hay xong là tắm mưa, thèm lắm. Thật sự là cô không nghĩ được sống lại. Thế nhưng lúc cô mở mắt ra thì là cô mới biết là có sống lại. Xin cảm ơn gia đình này đã hiến thông tin cho em. Thì cũng thực sự biết ơn gia đình để cho em mang lại cho em cuộc sống như bây giờ. Và cũng mong là sẽ có nhiều người được hiến tặng trái tim hơn nữa, để cho nhiều người cũng cần được ghép tim để được có được sức khỏe tốt như con trai của tôi. Trong đầu bây giờ vẫn vanh vánh nhất đó là cái nợ đối với những bệnh nhân mà chờ ghép nhưng họ không có khả năng, không có tạng cho và họ đã ra đi. Hàng ngày cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ của quả tim trong lồng ngực có lẽ là điều hạnh phúc nhất của những bệnh nhân đã từng được ghép tim, và cũng là niềm an ủi to lớn với người thân của người hiến tim. Ước mơ của anh Ngọ Văn Soái trước khi mất là được một lần đưa cả gia đình đến thăm lăng Bác. Và giờ đây, cho dù anh đã mất đi, nhưng ước mơ đó vẫn trở thành hiện thực, bởi quả tim của anh vẫn đang đập mạnh mẽ.